Xin kính chào các anh chị em trong gia đình Pitai yêu quý. Rất vui được gặp các anh chị em trong bản tin Pitai News số tháng 4 2018. Tôi là Phương Huyền của bản tin Pitai News. Mùa hè đã đến rồi, hình như cùng với nền nhiệt ngày càng tăng cao trên khắp cả nước, nhịp đập kinh doanh và quản lý tại Pitai cũng trở nên rộn rã, hối hả hơn. Hãy cùng tôi điểm lại những hoạt động chính đã diễn ra trong tháng. Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Pitai chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, khối khách hàng doanh nghiệp OCB, CB nhằm phối hợp triển khai các sản phẩm bảo hiểm. Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ban Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo Ban họp nâng cao chất lượng dịch vụ kênh VNPost. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bảo hiểm xe cơ giới trên kênh VNPost, hai phó tổng giám đốc Nghiêm Xuân Thái và ông Cao Bá Huy đã trực tiếp chỉ đạo các ban liên quan triển khai ngay công tác kiểm soát giám định bồi thường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Tổng Công ty tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2018 tại khu vực phía Nam. Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Pitai Vũng Tàu đã ký kết hợp tác toàn diện với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Huỳnh Thi, một đối tác lớn, uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị công nghiệp, vận tải và công trình xây dựng, thiết bị khai thác cảng. Ngày 22 tháng 4 năm 2018, Pitai Phú Mỹ Hưng tổ chức cho cấp lãnh đạo tham gia chương trình Tinh thần Teamwork. Pitai Gia Lai ký kết hợp đồng bảo hiểm cho vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8 với số tiền bảo hiểm là 15 triệu đồng trên một vận động viên. Ngày 24 tháng 4 năm 2018, đại diện Pitai Gia Lai đã đến chia buồn và chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm là 15 triệu đồng cho thân nhân của vận động viên võ thuật truyền thống theo hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người. Nhân dịp ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Pitai Tây Nguyên đã in phướn quảng cáo độc quyền trên tuyến đường chính đẹp nhất Buôn Mê Thuột. Pitai Bắc Ninh triển khai đào tạo sản phẩm an sinh bưu điện tại Bắc Giang. Vừa qua, Pitai đã trao tặng cho lái xe Đỗ Văn Tiến, người đã đánh lái cứu hai nữ sinh với số tiền là 5 triệu đồng tiền mặt cùng một gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với số tiền bảo hiểm là 300 triệu đồng. Pitai đã tạm ứng bồi thường 10 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khi xe điều khiển chở bệnh nhân đi chuyển viện từ thành phố Buôn Ma Thuột đi thành phố Hồ Chí Minh, khiến 3 hành khách bị tử vong, một lái xe bị chấn thương nặng. Pitai đã tạm ứng 10 triệu đồng trên một nạn nhân bị tử vong. Chiều ngày 9 tháng 5, đại diện Pitai đã đến thăm hỏi và tạm ứng bồi thường 10 triệu đồng cho cầu thủ Dương Văn Hào, người đang phải nằm viện sau pha vào bóng ác ý của Huỳnh Tấn Tài. Trong hai ngày 14 và 21 tháng 4, tại hai khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Pitai đã đồng hành cùng VPBank trong ngày hội ra quân và vinh danh cá nhân, đơn vị lớn trên toàn hệ thống VPBank, khối khách hàng doanh nghiệp, VPBank Sales Conference. Tham gia chương trình với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất, hơn 30 cán bộ Pitai là giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng xuất sắc của các đơn vị thành viên đã có những giờ phút team building gần gũi, gắn bó, vui vẻ cùng 1.300 cán bộ xuất sắc của VPBank, cũng như hòa vào không khí hai đêm gala đầy nhiệt huyết, đầy sức trẻ và nhiều chia sẻ của VPBank. Chương trình thi đua bật qua kỳ tích đang bắt đầu đến giai đoạn chạy đua nước rút khi tỷ lệ hoàn thành của các đơn vị đang được nâng lên từng ngày. Tính đến hết ngày 10 tháng 5, Pitai Âu Lạc vẫn là đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 5,6%. Đã có 4 đơn vị hoàn thành trên 40%. Cuộc đua giành chuyến đi Nga đang ngày càng gay cấn và hứa hẹn sẽ có những cuộc tăng tốc bất ngờ vào thời gian cuối của cuộc đua. Ngày 16 tháng 4, Pitai và công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô với thương hiệu Taxi Open 99 đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp và cho ra mắt dịch vụ bảo hiểm tai nạn cá nhân theo chuyến xe với tên gọi Chips Insurance. Chip Insurance là dịch vụ kết hợp giữa dịch vụ đưa đón khách hàng qua hệ thống app Taxi Open 99 với một sản phẩm bảo hiểm của Pitai mà quyền lợi bảo hiểm của khách hàng được gắn bó chặt chẽ theo từng chuyến xe.
Chip Insurance, an tâm trên mọi hành trình là sản phẩm bảo hiểm lần đầu tiên có mặt trên thị trường trong ngành dịch vụ vận chuyển mà hành khách sẽ được chi trả bảo hiểm cho từng chuyến đi của mình. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, PTI triển khai chương trình khuyến mãi mua bảo hiểm nhà, an tâm trước rủi ro dành cho các khách hàng mua bảo hiểm toàn diện nhà chung cư tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm bảo hiểm toàn diện nhà chung cư của PTI là sản phẩm tích hợp từ 3 chương trình bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm cho ngôi nhà chung cư, bảo hiểm cho các tài sản bên trong ngôi nhà và bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Theo đó, khách hàng tham gia bảo hiểm toàn diện nhà chung cư với những đơn hàng trên 1 triệu đồng sẽ được tặng một mặt nạ lọc khói độc, bụi trong môi trường ô nhiễm. Chương trình được PTI triển khai nhằm hưởng ứng, kêu gọi người dân tuân thủ theo quy định bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư theo Nghị định số 23, ban hành năm 2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2018, PTI đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên. Đại hội đã nghe Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017. Năm 2018, PTI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.683 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 3.530 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với năm 2017. PTI cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ thông tin, đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thêm ông Park Suk-woo vào danh sách hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên của hội đồng quản trị lên 8 thành viên. Và ông Park Suk-woo sinh năm 1962, quốc tịch tại Hàn Quốc. Trong quý 2 năm 2018, nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 20 năm thành lập PTI, tổng công ty phát động một số cuộc thi trên toàn hệ thống. Mở đầu là cuộc thi ảnh dấu ấn xanh trên fanpage nội bộ của PTI. Cuộc thi đã dấy lên phong trào làm xanh không gian làm việc với những chậu cây xinh xắn, những cách bài trí đầy cá tính của cán bộ nhân viên để khiến chúng ta có cảm giác thoải mái, bình an mỗi khi tới văn phòng. Cuộc thi nhận được sự tham gia sôi nổi, hào hứng của các đơn vị tại trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc với nhiều tác phẩm dự thi mang màu xanh mát, tinh tế và độc đáo. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về Ban Bảo hiểm xe cơ giới với số lượng like nhiều nhất. Ngoài ra, các đơn vị còn nhận được giải do Ban giám khảo thẩm định dành cho 3 đơn vị. Trong đó, Trung tâm bán hàng trực tuyến giải dấu ấn xanh, PTI Hà Nội giải góc xanh và PTI Vũng Tàu đạt giải Ban Mai Xanh. Tiếp sau đó, Ban tổ chức tiếp tục triển khai cuộc thi Tự hào PTI. Theo đó, Ban tổ chức sẽ cung cấp đề can dán xe ô tô, xe máy cho toàn thể cán bộ trên toàn hệ thống. Cán bộ tham gia cuộc thi bằng cách chụp ảnh cá nhân cùng xe có dán logo, gửi về cho Ban tổ chức, kèm theo lời nhận xét, chia sẻ cảm nghĩ về PTI. Sau 2 tuần, bức ảnh được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng 2 triệu đồng. Cuộc thi không chỉ mang tới cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn dành cho mỗi cá nhân và đơn vị tham gia, mà còn giúp cho các PTIer thể hiện sự tự hào khi được là một thành viên của tổng công ty. Đến nay, đã có rất nhiều đơn vị gửi ảnh tham gia dự thi, còn rất nhiều cơ hội giành giải tiền mặt 2 triệu đồng ở hạng mục cá nhân. Cuộc thi sẽ được gia hạn thêm thời gian nhận ảnh cá nhân cho tới hết ngày 15 tháng 5. Ban tổ chức cũng đang phát động chương trình viết bài cho tập san PTI và chuẩn bị cho cuộc thi văn hóa doanh nghiệp online dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2018. 20 năm, một chặng đường rất quan trọng trong cuộc đời mỗi một con người. Chúng ta đã có bao nhiêu cảm xúc, đã để lại một thời thanh xuân của chúng ta trôi qua ở mảnh đất này. Có bao nhiêu điều nên chia sẻ với đồng nghiệp về những ngày rực rỡ ở PTI. Ban tổ chức vẫn tiếp tục chờ đón các bài viết có chất lượng từ các anh chị em trong đại gia đình chúng ta. Bản tin PTI News số tháng 4 năm 2018 cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em trong đại gia đình PTI. Xin kính chào và hẹn gặp lại.